Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kiểm tra công tác tu bổ định kỳ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2024. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự buổi làm việc, cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội. 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ y tế, làm thuốc thường xuyên, làm thuốc lớn đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức hướng dẫn, điều hành, phân luồng giao thông, bảo đảm cho nhân dân và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan khu vực lăng. Đồng thời tổ chức đón tiếp phục vụ chu đáo đồng bào khách quốc tế đến viếng Bắc, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan khu di tích lịch sử k chín Đá Trông. Về nhiệm vụ tu bổ định kỳ công trình lăng, ban quản lý lăng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt về nhân lực, vật tư, phương án, phối hợp hiệp đồng triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối và hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ ban ngành chức năng và thành phố Hà Nội đã phối hợp hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt và cũng thể hiện tình cảm thiêng liêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại thủ tướng yêu cầu ban quản lý lăng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị tinh thần trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân không ngừng nâng cao năng lực để trong mọi điều kiện phải thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh